Tối qua, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2021 và tổng kết trao giải liên hoan ban nhóm nhạc, nhóm nhảy và vũ đoàn năm 2020. Chương trình nhằm mang đến cho công chúng những thông điệp ngợi ca quê hương đất nước, thành phố Đà Nẵng năng động, phát triển, cũng như đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân dịp đầu năm mới. Tại đây, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trẻ của thành phố đã mang đến cho người xem 13 tiết mục trẻ trung, sôi động, được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Các tiết mục biểu diễn đa dạng, phong phú về thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tốp hát múa, múa độc lập, ảo thuật. Không chỉ cuốn hút người dân thành phố, chương trình còn để lại ấn tượng cho du khách khi đến với Đà Nẵng dịp đầu năm mới này. Các tiết mục rất là đặc sắc, lôi cuốn và cũng mong là năm mới mọi người sẽ luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Và thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2021. Chương trình tôi thấy rất là phong phú, hay, sôi động, vui tươi. Đặt chân đến Đà Nẵng lần này thì cô cảm nhận là người Đà Nẵng thân thiện, cảnh trí rất đẹp, thành phố rất sang trọng. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố cũng tổ chức tổng kết trao giải liên hoan ban nhóm nhạc, nhóm nhảy và vũ đoàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2020. Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hải Châu. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đạt giải ba toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 4 giải phụ cho các đơn vị cá nhân có tiết mục xuất sắc nhất tham gia liên hoan. Chúng ta có tay thật lớn để chúc mừng huy